Bình Dương, bắt giữ nghi phạm dùng súng giả cướp chi nhánh ngân hàng BIDV. Chiều ngày 28 tháng 12, Công an tỉnh Bình Dương huy động lực lượng khám nghiệm hiện trường. Trích xuất camera, bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng BIDV ở huyện Bầu Bàng. Theo thông tin ban đầu, vụ cướp ngân hàng xảy ra vào trưa cùng ngày 28 tháng 12. Nghi phạm đã đến ngân hàng, uy hiếp nhân viên, cướp đi hàng trăm triệu đồng rồi tẩu thoát. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã được điều đến hiện trường thu thập dấu vết, chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Truy bắt hung thủ. Sau hơn một giờ tẩu thoát, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được Trần Văn Hùng, 31 tuổi. Ngụ Bình Dương, đồng thời thu giữ được tang vật với số tiền khoảng 500 triệu đồng. Theo thông tin của công an cung cấp, Hùng khai nhận do không có tiền nên đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Hùng đã sử dụng khẩu súng giả để uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tiền rồi tẩu thoát. Hiện vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng BIDV đang được Công an Bình Dương điều tra, làm rõ.